4 loại súp ăn để kiểm soát lượng đường trong máu tốt nhất. 1. Súp đậu lăng. Nếu bạn đang cố gắng kiểm soát lượng đường trong máu, súp đậu lăng là một lựa chọn tuyệt vời vì nó giàu chất xơ và protein thực vật nhưng ít chất béo bão hòa. Vandana Sen, một chuyên gia về thực vật và bệnh tiểu đường tại Los Angeles cho biết, trên thực tế một cốc đậu lăng nấu chín cung cấp 18 gram protein và 16 gram chất xơ ấn tượng. 2. Súp mai chôn. Jessica Digo, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và là chuyên gia giáo dục và chăm sóc bệnh tiểu đường được chứng nhận cho biết súp mai chôn là một bữa ăn giàu dinh dưỡng vì nó giàu chất xơ và chứa nhiều rau và protein thực vật. Những phẩm chất này khiến nó trở thành một lựa chọn vững chắc khi cố gắng kiểm soát lượng đường trong máu. 3. Súp rau xay nhuyễn. Từ bông cải xanh đến cà chua hoặc cà rốt, có vô số lựa chọn cho súp rau xay nhuyễn. Không chỉ dễ chế biến, những món súp mịn này còn rất tốt cho việc kiểm soát lượng đường trong máu vì chúng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa chống viêm. 4. Súp gà. Súp gà là một món ăn thoải mái tinh túy, không chỉ mang lại sự ấm cúng, súp gà còn là một lựa chọn giàu dinh dưỡng để tăng cường hệ miễn dịch của bạn, đồng thời dễ chế biến với hàm lượng carbon hydrate thấp.